Chúng ta luôn muốn có một làn da trắng, một làn da mặt trắng, một làn da body trắng sẽ giúp chúng ta tự tin hơn và mặc đồ cũng đẹp hơn. Hiện tại thì có rất nhiều mẹo dưỡng trắng da tại nhà như là tắm trắng bằng cam, bằng chanh leo, cà chua, cà rốt vân vân. Và đặc biệt nhất là chúng ta dùng bia để tắm trắng. Dùng bia để tắm trắng. Wow. Và hôm nay hãy cùng bác sĩ tìm hiểu xem thật sự là khi chúng ta dùng bia để tắm trắng có đem lại hiệu quả hay không. Để bắt đầu một cái cuộc hành trình dưỡng trắng của chúng ta thì bác sĩ nhấn mạnh cho các bạn rằng chúng ta phải bám theo 3 nguyên tắc sau. Thứ nhất, các bạn cần có một sản phẩm peel da để kích thích quá trình sinh ra những tế bào da mới và thay thế những cái tế bào da cũ đã xỉn màu. Và cái peel da này đó là một nguyên tắc điều trị da, không chỉ trong là dưỡng trắng da mà còn trong điều trị nám, điều trị lỗ chân lông to hoặc là điều trị mụn. Peel da thì có 3 loại là peel da vật lý, peel da hóa học và peel da sinh học. Đối với peel da vật lý, chúng ta sử dụng các loại hạt massage như bột đậu đỏ, hạt cà phê để trà sát trên bề mặt da. Qua quá trình trà sát đó thì chúng ta sẽ loại bỏ đi được cái tế bào sừng cũ trên bề mặt da. Thứ hai là peel da hóa học, là chúng ta sử dụng những dạng axit BHA để làm loại bỏ lớp tế bào sừng trên bề mặt da. Với cái loại peel da hóa học này thì có ưu điểm là không cần dùng đến lực ma sát, nhưng mà nhược điểm của nó là dễ gây cho chúng ta tình trạng là bị bắt nắng. Loại peel da thứ ba là peel da sinh học, là sử dụng các loại enzyme có trong các loại hoa quả như đu đủ, dứa, kiwi để phân hủy các tế bào cũ trên bề mặt của da. Đó là nguyên tắc thứ nhất, nguyên tắc peel da. Nguyên tắc thứ hai là dưỡng da ban ngày. Vậy dưỡng da ban ngày chúng ta cần những cái yếu tố gì? Thứ nhất là chống nắng. Chống nắng có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là để chống cho nắng không xâm nhập. Thứ nhất, chúng ta dùng áo chống nắng, khẩu trang chống nắng, mũ chống nắng. Thứ hai, chúng ta sử dụng kem chống nắng ngày 2 lần. Sau khi chống nắng đã to rồi, chúng ta còn phải chống oxy hóa nữa. Vậy chống oxy hóa là gì? Chống oxy hóa là quá trình các bạn chống lại các gốc tự do. Những cái gốc tự do đó tồn tại xung quanh chúng ta, tồn tại trong không khí. Những gốc tự do đó mang điện tích âm. Và khi chúng tiếp xúc với tế bào của chúng ta, những cái tế bào sống mang điện tích dương, chúng sẽ lấy đi những cái ion dương ở tế bào sống của chúng ta và làm cho cái tế bào của chúng ta bị phá hủy. Dần dần cái quá trình đó xảy ra, đó là quá trình oxy hóa. Vì vậy, những sản phẩm có chứa glutathione, lecithin, vitamin C sẽ giúp cho chúng ta chống lại quá trình oxy hóa, lão hóa này. Ngoài ra, trong quá trình dưỡng da ban ngày, các bạn cần bổ sung một số vitamin như vitamin E, vitamin B3, chaniacinic acid để kích thích sản sinh pheromone, là cái sắc tố trắng da. Nguyên tắc thứ ba là dưỡng da ban đêm. Có nghĩa là so với ban ngày thì dưỡng da ban đêm thì có tác dụng làm trắng và có phần quan trọng hơn. Và ban đêm thì chúng ta sử dụng các hoạt chất làm ức chế sắc tố và làm trắng da như hydroquinone, arbutin. Những cái chất này giúp cho da các bạn trắng sáng hơn vì nó sẽ làm cho cái việc sản xuất melanin một cách vừa đủ và không sản xuất quá nhiều như trước nữa. Thì điều đó khiến cho cái da của mình trắng và sáng hơn. Ba nguyên tắc dưỡng trắng da bác sĩ kể trên thì chúng ta đều áp dụng cho cả dưỡng trắng da mặt và dưỡng trắng da body. Quay lại vấn đề chính là liệu sử dụng bia trong tắm trắng thì có đem lại hiệu quả thật sự hay không, thì chúng ta phải chú trọng vào cái thành phần của bia. Vậy trong bia có những gì? Trong bia có ethanol, có protein, có carbon hydrate, có canxi, magie. Và dựa vào những cái thành phần đó thì chúng ta nhìn thấy là hoàn toàn là nó không có tác dụng dưỡng trắng mà chỉ mang tính chất là dưỡng ẩm mà thôi. Trong bia thì cũng có một số enzyme giúp cho da chúng ta căng và mịn hơn. Vì vậy nếu chúng ta sử dụng bia hàng ngày để dưỡng trắng thì thật sự là nó không đem lại hiệu quả. Hơn nữa, việc tắm trắng bằng bia cũng không có một bằng chứng khoa học nào công nhận và các chuyên gia làm đẹp cũng không khuyến cáo việc sử dụng bia để tắm trắng. Nhân đây, bác sĩ xin gợi ý cho bạn một cái mặt nạ mà chúng ta có thể làm tại nhà và sử dụng tại nhà, đó là mặt nạ khoai tây. Bước 1 là chúng ta gọt vỏ khoai tây và luộc chín. Bước 2, chúng ta nghiền nhuyễn khoai tây và trộn với 20ml sữa tươi không đường. Bước 3 là chúng ta đắp mặt nạ, thì chúng ta để mặt nạ trên da khoảng từ 15 đến 20 phút. Trung bình 1 tuần thì sử dụng mặt nạ khoai tây từ 1 đến 2 lần. Bởi vì trong khoai tây có chứa rất nhiều chất polyphenol, là chất chống oxy hóa mạnh mẽ và ngăn chặn các tác hại xấu từ tia UV. Ngoài việc đắp mặt nạ ra thì bác sĩ gợi ý cho các bạn bổ sung một số loại sinh tố từ ổi, từ cà chua. Vì trong các loại quả này có rất nhiều vitamin A, vitamin C và các chất chống oxy hóa, giúp cho da của các bạn trắng sáng hơn và đều màu hơn. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi gì về chăm sóc da, hãy comment bên dưới video này để bác sĩ ra những cái video tiếp theo giải đáp thắc mắc cho các bạn. Cảm ơn các bạn.